Sống An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong những món ăn hàng ngày, để tăng thêm mùi vị thơm ngon cho chúng, nhiều người thường sử dụng gừng trong chế biến. Thế nhưng, ngoài tác dụng ấy, bạn có biết rằng gừng còn có rất nhiều lợi ích tốt trong việc nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho cơ thể hay không? Và nếu một căn bệnh nào đó xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày của bạn, đừng vội vàng đi mua thuốc tây về uống nhé. Cách đơn giản nhất là chỉ cần bạn uống một ly nước gừng là có thể giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề đấy. Vậy cụ thể gừng sẽ có tác dụng tốt với những căn bệnh nào, cách sử dụng ra sao? Trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe các chuyên gia đông y bật mí về cách dùng nước gừng điều trị 10 căn bệnh hiệu quả ngay tại nhà quý vị nhé. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người biết về bí quyết nếu đau bụng kinh và uống nước gừng đường nâu thì sẽ cải thiện triệu chứng nhanh chóng. Trên thực tế, hiệu quả của nước gừng nóng không dừng lại ở đó, mà nó cũng có thể giúp điều trị 10 bệnh phổ biến khác. Thứ nhất, gừng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Gừng là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp cơ thể loại trừ các gốc tự do, để ngăn chặn các tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng nếu uống 2 gram gừng mỗi ngày trong 28 ngày có ít thay đổi tiêu cực hơn trong mô đại tràng khỏe mạnh và giảm sự tăng sinh tế bào. Các phát hiện chỉ ra rằng gừng có thể đóng vai trò ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Thứ hai, gừng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Từ xa xưa, thầy thuốc đã biết dùng gừng cho mục đích chữa tăng mỡ máu. Ngày nay, dưới nhãn quan của y khoa hiện đại, các bác sĩ đã chứng minh trà gừng có khả năng duy trì hàm lượng cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ liên kết tiểu cầu, làm giảm mỡ máu xấu và làm tăng mỡ máu tốt, hạn chế mỡ hấp thụ vào thành ruột, tăng cường sức khỏe cho máu, giúp loại bỏ những chất độc hại này, cuối cùng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nó là cách giúp bạn hạn chế nguy cơ tăng cân, tiểu đường và hàng loạt các bệnh tim mạch khác. Chính vì thế, uống nước gừng khi đói cũng làm giảm mức cholesterol xấu trong động mạch, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Thứ ba, gừng giúp điều hòa đường huyết. Bệnh tiểu đường dần trở thành một trong những căn bệnh đáng lo ngại nhất trong những thập kỷ sắp tới. Theo dự báo, thì số lượng người mắc bệnh tiểu đường ở nước ta sẽ tăng khoảng 79% vào năm 2045. Để tránh mắc bệnh tiểu đường thì bạn cần phải có một chế độ ăn uống và lối sống thật lành mạnh. Một trong những chế độ ăn uống bạn có thể chọn đó là uống trà gừng. Vì theo một nghiên cứu vào năm 2014 thì gừng có thể giúp cải thiện đường huyết cũng như insulin ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thứ tư, gừng giúp tăng cường chức năng cho hệ tiêu hóa. Tương tự như gừng tươi, trà gừng có tác dụng giúp làm dịu chứng rối loạn dạ dày, giúp duy trì sự hoạt động của dạ dày ổn định. Các chuyên gia sức khỏe cho biết uống trà gừng với mật ong rừng có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và sự cân bằng trong hệ tiêu hóa. Thêm vào đó, trà gừng còn có công dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Nếu bạn thường xuyên uống trà gừng thì một số vấn đề về hệ tiêu hóa như là viêm đại tràng cũng có thể được chữa khỏi. Thứ năm, gừng giúp trị chứng đau nửa đầu. Bệnh đau nửa đầu là bệnh lý rất phổ biến trên thế giới. Mỗi năm, Bảo hiểm Mỹ phải chi trả một số tiền khổng lồ cho việc điều trị bệnh đau nửa đầu. Bệnh này hiện rất khó điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, với những ly trà gừng nóng mỗi ngày thì chứng đau nửa đầu của bạn, hay thậm chí đau cả đầu cũng có thể phần nào được tiêu giảm. Thay vì tốn tiền mua giảm đau thì bạn có thể uống một ly trà gừng mật ong để chống lại những cơn đau do bệnh gây ra. Nếu bạn bị đau đầu mãn tính thì bạn nên uống 3-4 ly trà gừng mật ong mỗi ngày. Chứng đau đầu của bạn sẽ thuyên giảm rõ rệt. Thứ sáu, gừng giúp giải cảm, giảm ho, thông mũi. Nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy gừng có hiệu quả trong việc chống lại một nhóm virus có tên là hợp bào hô hấp. Như tên gọi của mình thì loại virus này chuyên gây ra một số loại bệnh về đường hô hấp, chẳng hạn như cảm cúm. Trong nghiên cứu này thì các nhà khoa học sử dụng gừng tươi. Để sử dụng gừng tươi cho việc trị cảm cúm thì bạn có thể làm trà gừng để uống, hoặc cho vào thuốc sông để giải cảm. Hay cầu kỳ hơn là nấu canh gà và cho một ít gừng sắt lát vào. Không chỉ giúp trị bệnh mà còn bồi bổ sức khỏe cho người bệnh. Bên cạnh đó, trà gừng còn có tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp điều trị các virus cảm lạnh và cảm cúm thông thường một cách tự nhiên. Thay vì dùng các loại thuốc cảm cúm dễ gây nhầm thuốc và loãng xương, thì giải pháp an toàn dành cho bệnh nhân bị ho và cảm cúm là dùng trà gừng. Bất cứ lúc nào bạn bị cảm lạnh, ho đàm, ho khan, ho dai dẳng thì trà gừng như một sự lựa chọn tuyệt vời. Trà gừng pha chung với một chút mật ong và vài giọt chanh có thể giúp giảm ho, hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi và sốt. Thứ bảy, gừng giúp giảm các bệnh lý trong kỳ kinh nguyệt.
Bước vào thời kỳ kinh nguyệt, chị em phụ nữ không chỉ khó khăn trong việc đi lại, mà còn bị nhiều biểu hiện khó chịu ghé thăm. Trà gừng có khả năng làm giảm bớt sự khó chịu của hiện tượng chuột rút, buồn nôn trong kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng chống ung thư buồng trứng hiệu quả. Thứ 8. Gừng chữa hôi miệng hiệu quả. Dù không gây nguy hiểm đau đớn đến thể xác, nhưng mùi hôi khó chịu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, đến chuyện giao tiếp, làm ăn và đời sống hôn nhân của bạn. Nếu không được can thiệp đúng cách, bạn rất dễ bị khủng hoảng tâm lý do mặc cảm e ngại. Theo các chuyên gia, trà gừng có tác dụng trị chấm dứt căn bệnh hôi miệng rất tốt. Nó được đánh giá là công dụng tốt hơn hẳn bạc hà trong việc làm giảm chứng hôi miệng. Một ly trà gừng sẽ giúp bạn diệt các vi khuẩn gây mùi và át đi mùi hôi phát ra từ khoang miệng, giúp bạn có hơi thở thơm mát. Thứ 9. Gừng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vào những ngày lạnh thì rất nhiều người có thói quen uống trà gừng. Một phần vì tách trà nóng giúp cơ thể chúng ta cảm thấy ấm hơn. Một phần khác thì trà gừng giúp tăng cường hệ miễn dịch, qua đó giúp chúng ta giảm khả năng mắc nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Theo các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy, thì trà gừng có khả năng kháng vi khuẩn, kháng nấm và kháng virus rất tốt. Do đó, uống trà gừng có thể là một biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Vừa cũng có thể là một liều thuốc tự nhiên nếu bạn có lỡ bị nhiễm bệnh nhưng triệu chứng không quá nặng. Thứ 10. Gừng làm giảm triệu chứng buồn nôn. Một nghiên cứu ở Thái Lan cho thấy gừng có khả năng làm giảm buồn nôn và ói mửa ở phụ nữ đang mang thai. Thế nên, trà gừng đã được sử dụng trong rất nhiều trường hợp buồn nôn do mang thai, uống nhiều rượu bia hay do say tàu xe. Khi bạn có cảm giác như buồn nôn thì một tách trà gừng có thể là cách hiệu quả để giảm cảm giác này. Nếu hay bị say xe thì bạn có thể pha một ít trà gừng, sau đó cho vào chai và mang lên xe trước một chuyến đi dài nào đó. Việc này có thể giúp bạn giảm buồn nôn đi đáng kể đấy nhé. Để nhận về những lợi ích sức khỏe này, bạn có thể pha nước gừng theo những cách sau đây. Cách thứ nhất, trà gừng và chanh. Cách làm như sau, cắt một miếng gừng tươi cỡ 2,5cm hoặc bào gừng thành sợi và cho vào nước đun sôi trong 20 phút. Cho một vài lát chanh vào tiếp tục đun thêm 5 phút và cuối cùng là lọc lấy nước uống. Cách thứ hai, pha nước gừng mật ong. Nhiều người khi bị nhiễm cúm thường có biểu hiện là bị đau họng. Lúc này bạn hãy cạo một ít gừng và cho vào nước đun sôi. Khi nước sôi, thêm mật ong vào và vắt một nửa quả chanh, sau đó uống. Điều này có lợi cho cả bệnh viêm họng và ho. Gừng làm giảm viêm cổ họng khi bị đau và mật ong giúp làm dịu cổ họng cũng như làm dịu các cơn ho. Cách thứ ba, trà gừng và xả. Trà gừng và xả là một loại nước giải khát có vị thơm, tính ấm. Nhưng những loại thảo mộc này không chỉ ngon, chúng cũng cung cấp một loạt các lợi ích cho sức khỏe. Xả cũng rất giàu đặc tính chống nấm và chống viêm, giúp đối phó với cảm cúm, cảm lạnh và ho. Khi kết hợp với gừng, thức uống này có tác dụng kỳ diệu không kém. Cách làm, đun sôi gừng đã nạo và cho xả khô hoặc tươi vào nước đun sôi. Tắt lửa và để gừng và xả ngấm trong 3-4 phút. Bạn hoàn toàn có thể thêm mật ong nếu thích uống ngọt nhé. Thưa quý vị, vào những ngày thời tiết lạnh giá hay lúc cơ thể mệt mỏi, việc ngâm chân cùng nước gừng hay uống một cốc nước gừng là rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo rằng không phải bất kỳ đối tượng nào cũng có thể dùng gừng. Thậm chí có những người dùng nước gừng để chữa bệnh, xong lại hóa dứt họa vào thân, bệnh tật đầy người đấy. Chính vì vậy mà trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị 6 nguyên tắc quan trọng khi sử dụng nước gừng để tránh những tác dụng phụ nguy hiểm. Hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé! Nguyên tắc thứ nhất, không dùng vào buổi tối. Trong y học cổ truyền và cuộc sống hàng ngày, gừng được sử dụng rất nhiều. Uống nước trà pha từ gừng có tác dụng giải độc, ôn trùng, tiêu đàm, hành thủy. Khi đi vào cơ thể, nước gừng sẽ tạo cảm giác cân bằng và thoải mái. Ngoài ra trong loại thức uống này còn có một chất giúp giải tỏa căng thẳng và giảm nhức đầu. Vì thế khi mất ngủ, gừng là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất. Song, nếu uống hoặc ăn gừng vào buổi tối sẽ gây phản tác dụng. Việc mất ngủ sẽ còn kéo dài và nặng hơn. Do đó bạn hãy chú ý chỉ nên dùng nước gừng vào ban ngày thôi nhé. Nguyên tắc thứ hai, người bị bệnh gan không nên uống nước gừng. Gừng có vị nóng rất gắt, khi pha vào nước thì vị này vẫn không thay đổi. Khi uống vào, lồng ngực ngay tức khắc bị nóng lên, việc này không tốt cho những ai bị bệnh liên quan tới gan. Những ai bị bệnh gan nhiễm mỡ, ung thư gan, viêm gan, v.v. tuyệt đối không nên uống nước gừng. Nguyên nhân là các tế bào gan của họ đang trong tình trạng kích thích. Nếu sử dụng loại thức uống này, chúng sẽ bị hoại tử, làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Nguyên tắc thứ ba, người bị sỏi mật nên tránh dùng nước gừng. Tương tự như gan, bệnh sỏi mật cũng sẽ diễn biến tệ hơn nếu dùng nước gừng. Nguyên nhân là do tính chất cay nóng của gừng sẽ làm các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật, uống thuốc không thể tiêu hoặc không đẩy sỏi ra ngoài được.
Nếu không muốn phải phẫu thuật lấy sỏi, bạn phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi uống nước gừng. Nguyên tắc thứ tư, không uống nước gừng trong nửa kỳ cuối mang thai. Khi mang thai, phụ nữ thường có các triệu chứng ốm nghén như là buồn nôn, đau đầu, tiết nước bọt, vân vân. Sử dụng gừng có tác dụng làm giảm đi các triệu chứng đó. Tuy nhiên, đó là thời gian đầu của thời kỳ mang thai. Với kỳ cuối, gừng phải được hạn chế đến mức thấp nhất vì nó có thể làm tăng huyết áp, gây nguy hiểm cho thai phụ. Trong thời gian cho con bú cũng vậy, gừng sẽ bài tiết vào sữa mẹ và gây ra triệu chứng mất ngủ ở trẻ em. Nguyên tắc thứ 5, thân nhiệt cao, không được uống nước gừng. Khi nhiệt độ cơ thể bạn đang cao, uống nước gừng sẽ càng làm nhiệt độ tăng cao hơn. Những ai đang bị sốt cao cần tránh uống nước gừng. Với trường hợp sốt vì cảm lạnh, chỉ sử dụng gừng sau khi đã nhiệt độ đã hạ thấp hoặc đã được đẩy ra khỏi cơ thể. Còn với trường hợp sốt vì virus nhưng nhẹ thì có thể sử dụng. Nguyên tắc thứ 6, không tự ý uống nước gừng khi đang sử dụng thuốc. Ngoài các trường hợp nêu trên, các tác dụng phụ khác hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đang uống thuốc, bạn tuyệt đối không được tự ý sử dụng. Tốt nhất là hãy hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về việc uống nước gừng. Họ sẽ đưa ra giải pháp an toàn nhất cho bạn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Sống An Lạc vừa giới thiệu đến bạn những tác dụng của nước gừng cùng 6 nguyên tắc quan trọng sử dụng đúng cách. Hãy cùng điểm lại những nguyên tắc này nhé. 6 nguyên tắc quan trọng uống nước gừng tránh gây hại. Thứ nhất là không dùng vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ. Thứ hai là người bị bệnh gan không nên uống nước gừng. Thứ ba là người bị sỏi mật cũng nên tránh dùng nước gừng. Thứ tư, không uống nước gừng trong nửa cuối của thai kỳ. Thứ năm, thân nhiệt cao không được uống nước gừng. Thứ sáu, không tự ý uống nước gừng khi đang sử dụng thuốc. Nếu sử dụng nước gừng, bạn hãy ghi nhớ thật kỹ 6 nguyên tắc này để bảo vệ sức khỏe bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.